お父さん、ご飯と歩、どっちが好き？どっちも好きだけど、どちらかというと、歩の方が好きかな？Ô, cái từ đó chỉ là cả từ tôi em hay nghe người Nhật nói nhiều kinh khủng. Ngày hôm nay anh nói, anh dạy cho mọi người đi. À, cái từ đó chỉ là cả từ tối nay khi mà chúng ta có hai sự lựa chọn, phân vân không biết chọn cái nào, thì chúng ta sẽ chọn cái mà chúng ta nghiêng về nó nhiều hơn. Chẳng hạn như là các bạn nhìn bức ảnh này đúng không? Hay, この子はどちらかというとお父さんにだね。にだねでバンベと似てますね。はい、tức là để mà nói thì cái đứa bé này nó giống bố hơn. À, tức là mình có hai cái để so sánh là bố với mẹ đúng không? Thì sao mình thấy là giống bố nhiều hơn đúng không? Cái từ này cũng có thể dịch sang là để mà nói thì. Thế thì em hỏi lại anh một lần nữa nha. Ngô hàng tổ hợp đồ chi gà sĩ kì? À, đồ chi gà tư tô ngô hàng tổ gà sĩ kì ok, thế tối nay về còn cho ngủ trên giường nhá.